Phần 7. Người đàn ông kỳ lạ ở Đông Nam Á. Cánh cửa mở ra trước khi tôi gõ và John Phạm hiện ra trên ngưỡng cửa. Ông là cha của chị dâu của bạn tôi. Tôi đã gặp con gái ông đúng một lần, nhưng John đã chào đón tôi như một người thân lưu lạc đã lâu. Ông mặc bộ quần áo thông thường của một lão ông miền Trung Tây, chiếc áo sơ mi kẻ caro bỏ trong quần thắt dây lưng Nụ cười toe toét hết cỡ khiến đôi má của ông nhô lên thành hai quả táo hồng hào. Chào mừng đến nhà tôi. Ông rạng rỡ đoạn nắm tay tôi lắc lên lắc xuống như thể ông đang bơm nước lên từ một cái giếng vậy. Cú bắt tay của ông lão 71 tuổi hãy còn mạnh mẽ lắm. Khi còn là một chàng trai trẻ, John từng là lính bảo vệ tư gia tổng thống ở Sài Gòn từ năm 54 đến năm 63 Giờ đây ông sống trong một ngôi nhà nông trại có tầng lửng ở Kansas City. Ông đã trốn thoát khỏi Việt Nam trên một chiếc thuyền câu cá từ Đà Nẵng, nơi mà các binh sĩ Mỹ gọi là biển Trung Hoa, chỉ 3 giờ trước khi thành phố rơi vào tay cộng sản năm 1975. Dồn đến Hoa Kỳ cùng vợ và 10 đứa con với hai bàn tay trắng. Một trung úy thân thiết đã khuyên ông hãy đưa gia đình rời khỏi California quá đông đúc ông này nói vì vậy john đã nhìn vào bản đồ và chọn căng sát vì nó nằm ngay giữa đất nước những tiếng kèn co và tiếng tiêu của một xô trình diễn trên tivi văng vẳng xuống từ căn phòng nhỏ tôi nhận được lời chào đầy bẽn lẽn của một đứa cháu đang đi ngang qua và john mỉm cười với thằng bé đang rụt rè đi vào nhà bếp xin mời john vừa nói vừa chỉ tôi chiếc tràng kỷ màu quả đào héo ngồi xuống chúng ta hãy nói chuyện John hơi thấp hơn tôi. Vì vậy, ngay cả khi đang ngồi, tôi vẫn có thể nhìn thấy đỉnh đầu của ông. Màu trắng của nước da đầu lộ ra qua những lằn lược trên mái tóc bạc như cước của ông. Điều đó khiến ông trông có vẻ dễ tổn thương. Tôi cố hình dung ông khi còn là một cậu trai 20 tuổi, dẻo dai và nhanh nhẹn. Ông hẳn đã là một tay xạ thủ cừ khôi để được chọn làm một vệ binh trong dinh phủ. Nhưng thật khó để dung hợp một lão ông tươi cười và ân cần trước mặt tôi với chàng thanh niên cứng cỏi lạnh lùng mà ông đã từng john đã làm việc cho cùng một bộ máy an ninh quốc gia khét tiếng không kém những đội mật vụ ném người vào những chuồng cọp những xà lim chật ních trên đảo côn sơn nơi hàng ngàn người đã bị tra tấn bỏ đói và giết chết trong suốt cuộc chiến những ông chủ của john tổng thống và em trai ông sống ngay trong dinh phủ gần chốt gác của John. Ông đã dành gần 9 năm để làm việc bên cạnh Ngô Đình Nhu và vợ ông, bà Nhu. Tôi ngồi vào vị trí của mình trên tràng kỹ khi tôi nhìn thấy vật trang trí trên bức tường trước mặt tôi. Chúa giê -xu bị treo trên thập giá vàng và ngay sát bên ngài, một bức chân dung tổng thống Ngô Đình Diệm, một lá cờ sọc đỏ vàng treo trong góc. Ngài tổng thống đã chết hơn 40 năm Việt Nam Cộng Hòa đã mất 30 năm, nhưng trong ngôi nhà này, quá khứ hãy còn rất sống động. Tôi trò chuyện với John đến tận chiều. Mùi cỏ chanh, giấm và thịt rán xông lên từ nhà bếp. Vợ John bước vào, hai tay đặt trên tạp dề. Hỏi chúng tôi có muốn dùng một bát súp không? Bà đã làm món bún bò Huế. Một món thịt bò có vị rất cay từ miền Trung Việt Nam. Đang khi tôi húp xì sụp những sợi bún dài lượt thượt, John tiếp tục nói về cuộc sống trong những dinh thự của ông Diệp, những hoài nhớ về quốc gia thời trai trẻ chất chứa trong giọng ông. Trong ngôi nhà này, Di Sớt và Diệp đều là những đấng cứu tinh và trường tồn. Sinh ra ở miền Trung Việt Nam vào năm 1901, Ngô Đình Diệm là một học sinh giỏi khi còn là một cậu bé. Nhưng thay vì theo chân các anh đến Pháp hoặc vào học trường dòng, ông đã dấn thân vào những hoạt động chính trị địa phương. Ông Diệm bước chân vào chính quyền tỉnh dưới thời Pháp thuộc với chức quận trưởng khi ông 20 tuổi. Những cán bộ công chức ở Việt Nam là những sĩ phu trí thức được gọi là quan lại, họ là những sản phẩm của sự đào tạo khắt khe và phải vượt qua những kỳ thi của triều đình về các môn viết, văn chương, lịch sử và toán học. Chỉ trong một vài năm, ông Diệm đã leo lên chức giám sát hành chính, ông là người thu thuế quận trưởng và thẩm phán của cả vùng. Chức vụ của ông cho phép ông ngồi xe kéo, nhưng ông Diệm thích cưỡi con ngựa của chính mình do một anh phu dắt đi hơn. Ông đã đề xuất những cuộc cải cách táo bạo cho những cấp quan chức Việt, bao gồm nhiều sự tự quyết hơn trước người Pháp và được giáo dục tốt hơn, nhưng đã bị làm ngơ. Được bổ nhiệm làm tuần vũ phan thiết ở vùng Đông Nam Bộ Việt Nam năm 1929, Ông Diệm đã nổi tiếng là người công bằng và chính trực, một cách không thể lay chuyển. Ông ngay thẳng đến độ khi người Pháp tiếp tục cự tuyệt những cải cách mà ông đã đề nghị, ông trả lại tất cả các chức tước hiệu, huy chương rồi lui về ở ẩn. Với ông thì hoặc là tất cả hoặc không gì cả. Ông Diệm đã đột ngột rút lui khỏi sân khấu chính trường vào năm 1933, nhưng không phải là hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Ông vẫn tiếp tục làm việc sau hậu trường đến năm 1954 khi ông xuất hiện trở lại như một nhân vật của công chúng. Ông bà Nhu và ba người con của họ đến sân bay Tân Sơn Nhất tại Sài Gòn vào chiều ngày 25 tháng 6 năm 1954. Chỉ để biết rằng chuyến bay đến từ Âu Châu đã bị hoãn lại. Cùng với ông bà Nhu, một đám đông vài trăm người đã chờ đợi chuyến bay hạ cánh, bao gồm một tướng lãnh cấp cao trong quân đội thuộc địa Pháp các thành viên của Hoàng gia, những nhà ngoại giao nước ngoài và những quan chức trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chồng bà Nhu đã nhất quyết yêu cầu vợ và các con cùng gia nhập phái đoàn gồm một vài trong số những nhân vật quan trọng nhất toàn cõi Đông Dương đang chờ đợi sự trở lại của anh trai ông Nhu. Cuối cùng Ngô Đình Diệm đã được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa tại một hội nghị hòa bình ở Geneva, Thụy Sĩ trong cái mà sau này sẽ được gọi là hiệp định Gene, các bên tham dự Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Liên Xô và Trung Quốc đã đạt dấu chấm hết cho cuộc chiến giữa Việt Minh và Pháp bằng một việc thống nhất chia Việt Nam thành hai quốc gia ngăn cách bởi vĩ tuyến 17. Hồ Chí Minh sẽ làm chủ tịch của quốc gia cộng sản miền Bắc, từ tổng hành dinh của ông ở Hà Nội. Bảo Đại, cựu hoàng đế sẽ là quốc trưởng danh nghĩa của nhà nước mới không cộng sản phía Nam nhưng ông vẫn đang ở Pháp. Quyền lực thật sự của chính phủ sẽ vào tay vị thủ tướng hãy còn khá vô danh mà người Mỹ ủng hộ. Người đàn ông trên bức tường của John Phạm và là anh chồng bà Nhu, Ngô Đình Diệm. Dưới thời ông Diệm, miền Nam Việt Nam sẽ được giải phóng. Giải phóng khỏi chủ nghĩa thực dân, giải phóng khỏi chủ nghĩa cộng sản, nhưng còn giải phóng khỏi cái gì khác nữa thì chưa rõ. Trên lý thuyết, trong vòng 2 năm, vào năm 1956, cả nước sẽ tổ chức tổng tuyển cử. Người Việt Nam sẽ tự quyết định những gì họ muốn, nhưng cho tới lúc đó, Bắc Việt Cộng sản ở trên vĩ tuyến 17 và một cái gì đó hoàn toàn mới đã được tạo ra ở phía dưới vĩ tuyến ấy. Chờ ông Diệm tại sân bay, bà Nhu ôm bé trai út là Quỳnh vào lòng để chấn an nó. Trong bóng mát nhà chờ máy bay, bà kẹp đứa bé bên hông và liên tục đi qua đi lại trên đôi xăng đan của mình. Chẳng còn tay nào để giữ hai đứa nhỏ còn lại. Sau khi quan sát chúng ngọ ngoậy không yên và bứt rứt những chiếc cổ áo xinh đẹp của mình, bà gật đầu với bé gái 8 tuổi và em trai 5 tuổi của nó và chúng chạy đi, lao qua bên kia con đường nhựa sạch bong chơi trò cút bắt. Bọn trẻ đã không cần được gọi lại khi máy bay đến. Nó chỉ là một cái chấm đen trên nền trời sáng rỡ nhưng nó tượng trưng cho một cái gì đó lớn lao và hơi đáng sợ vì nó xa lạ, tự do. Lệ Thủy và Trác đã chạy đến đứng bên cha mẹ chúng và cùng nhau cả gia đình năm người đương đầu với tiếng gầm rống của cỗ máy đang lao đến với đôi tay bịt chặt tai. Một người đàn ông 53 tuổi bước ra khỏi phi cơ và vẫy tay về phía những cái đầu lố nhố. Ông Diệp nheo nheo mắt lẽ nào ông không quen với ánh mặt trời nhiệt đới chói chang trong suốt thời gian xa xứ lẽ nào ông thậm chí có thể nhìn thấy họ đang đứng đó đợi ông rốt cuộc vào ngay lúc này ông diệm trông vẫn không giống như những người đàn ông trong trí tưởng tượng của nhiều người ông có một gương mặt tròn vành vạnh và một cái đầu hầu như dính liền với vai mái tóc đen của ông diệm bóng bẩy vút ngược ra sau như những chiếc lông của con thú ướt lướt thướt làm nổi bật ấn tượng tổng thể của một chú chim cánh cụt đến từ cái bụng bự của ông. Bộ con lê màu da cá mập trắng tiêu biểu và dáng đi vòng kiềng, ông thậm chí có lẽ đã trở nên tròn chỉnh hơn sau những chuyến đi của mình. Bà Nhu đã không nhìn thấy ông Diệm trong 4 năm kể từ khi ông ra đi khỏi Việt Nam, ngoại trừ lần ở lại ngắn ngủi với vợ chồng bà Nhu ở Đà Lạt vào cuối những năm 1940. Anh trai ông Nhu đã luôn luôn có vẻ là một nhân vật xa cách với bà. Ông hầu như suýt soát tuổi cha bà và trước chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Ông Diệm đã quá bận biểu xây dựng một đảng chính trị bí mật dưới cái tên Đại Việt Phục Hưng Hội hơn là quan tâm nhiều đến cô vợ trẻ của em trai mình. Khi người Pháp săn lùng ông vào những năm 1944, ông Diệm đã phải trốn chui trốn nhủi. Ông trốn thoát với sự giúp đỡ của viên lãnh sự Nhật người đã lén đưa ông ra khỏi thành phố bằng cách cải trang ông thành một sĩ quan Nhật. Ông Diệm đã vào lại Sài Gòn trong khi ông bà Nhu vẫn ở lại Huế. Ông được an toàn ở đó cho đến sau khi người Nhật đầu hàng, vào cuối Thế chiến thứ hai. Giống như bà Nhu, ông Diệm đã bị những người Cộng sản cầm tù vào năm 1946. Ông bị chặn lại trên một chuyến tàu lửa trở lại Huế, bị đưa đến một túp lều trên vùng núi xa xôi, và bị giam ở đó 3 tháng trước khi được đưa tới Hà Nội. Lãnh tụ của Việt Minh, ông Hồ Chí Minh, đã yêu cầu một cuộc gặp mặt tay đôi. Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm có một vài điểm chung, cả hai đều đến từ miền Trung Việt Nam và cả hai đều được cha họ thấm nhuần những phẩm cách của một nhà dân tộc chủ nghĩa chống Pháp và chống thực dân. Ông Hồ thậm chí đã học tại ngôi trường ở Huế do cha ông Diệm sáng lập, giống như ông Diệm, Hồ Chí Minh hy vọng rằng Người Mỹ sẽ giúp người Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông có lý do để nghĩ như vậy. Cơ quan tình báo chiến lược tiền thân của CIA đã can thiệp vì ông Hồ khi ông bị giam cầm ở Trung Hoa Dân Quốc, ông đã trích dẫn một phần của tuyên ngôn độc lập Mỹ khi ông tuyên bố nền độc lập của Việt Nam vào tháng 8 năm 1945. Và những người lính Việt Minh của ông đã tham gia vào các sứ mệnh chống Nhật của Mỹ cùng lúc Hồ Chí Minh là một người cộng sản sắt đá, một môn đồ của các mác và là người tin vào của cách mạng vô sản. Ông những muốn xây dựng một Việt Nam độc lập, xã hội chủ nghĩa, nhưng ông cũng biết rằng cơ hội tốt nhất để đưa Việt Nam đến sự độc lập đó là bằng việc tạo ra một sự nghiệp chung cho những người tư bản chủ nghĩa, địa chủ và tư sản, chí ít trong một thời gian. Xét đến sự việc họ sẽ đối đầu với nhau, chỉ vừa vặn một thập niên sau không có gì đáng ngạc nhiên khi ông diệp không bao giờ công khai thừa nhận đã từng tiếp xúc với những lãnh tụ việt minh nhưng những nghiên cứu gần đây về những hoạt động của ông diệp trong quãng thời gian đó chứng tỏ rằng trên thực tế ông đã có liên hệ ông diệp đã quan tâm đến việc để ngỏ những lựa chọn của mình càng lâu càng tốt ông đang chờ xem liệu một phương án thứ ba không phải người pháp cũng không phải người cộng sản có khả thi hay không. Trước năm 1949, ông Diệm rốt cuộc đã đi đến một quyết định dứt khoát, ông cự tuyệt Việt Minh và đồng thời tuyên bố sự hợp tác của cựu hoàng Bảo Đại với người Pháp là không thể chấp nhận được. Đứng một mình thì nguy hiểm thật, nhưng ông Diệm đã chán ngấy những giải pháp nửa vời. Tôi tán thành những cải cách xã hội triệt để và táo bạo, với điều kiện là phẩm giá con người sẽ luôn được tôn trọng và được tự do phát triển. Với ý nghĩa này, ông Diệm đã công bố một hiệp ước dưới tên ông vào ngày 16 tháng 6 năm 1949. Hy vọng rằng theo học giả Edward Miller tập hợp được mọi người dưới ngọn cờ đại nghĩa của ông. Lời tuyên bố này đã được rất nhiều người Việt Nam đọc và ghi nhớ, nhưng nó đã không tạo ra một làn sóng mến mộ mới mẻ dành cho ông Diệm. Tác động ngay tức thì của nó là làm cạn kiệt lòng kiên nhẫn của người Pháp và Việt Minh ông diệm đang tuyệt giao với mọi người nhằm bắt đầu lại một cái gì đó mới mẻ sau chuyến lưu trú ngắn ngủi với gia đình ông nhu ở đà lạt ông diệm xuất dương để tìm kiếm những đồng minh mới mà đầu tiên không có kết quả đến nhật bản và sau đó đến mỹ ông diệm đã nhận ra ông có thể lợi dụng mối ác cảm lịch sử của người mỹ đối với chủ nghĩa thực dân ông đã đến vào một thời điểm không thể thích hợp hơn đó là vào thời kỳ đỉnh điểm của nỗi sợ đỏ những người mỹ đang xây hầm tránh bom và dạy trẻ em trốn tránh những bức xạ của bom hạt nhân nga dưới bàn học ở trường kỷ nguyên mccarthy là thời điểm hoàn hảo để ông Diệm xuất trình tấm căn cước chống cộng của mình ông đã thành công một cách khó tin trong việc tìm kiếm những người có ảnh hưởng đồng cảm với chính nghĩa của ông hồng y giáo chủ đẩy quyền lực francis spellman cùng với các học giả, hàng tá thành viên quốc hội, bao gồm thượng sĩ trẻ đến từ Massachusetts, John Kennedy, và ngay cả người sáng lập ra OSS, thấy đều bày tỏ sự khâm phục đối với ông Diệp. Sự ủng hộ và khích lệ tinh thần thật là tốt đẹp và gây phấn chấn, nhưng công việc quyết định thì đang diễn ra ở Việt Nam. Như bà Nhu biết rất rõ, chồng bà em trai ông Diệp là người đang đặt nền móng cho sự trở lại của ông Diệp chỉ có chống cộng không thôi thì không đủ ở đây còn cần đến một triết lý chính trị thật sự ông nhu đã mô phỏng triết lý nhân vị chủ nghĩa của đạo công giáo sao cho phù hợp với tình hình đặc thù của việt nam một công cuộc đồ sộ gây ấn tượng bởi tính táo bạo hơn là những kết quả của nó đảng cần lao đã sẵn sàng để trở thành nền tảng thiết thực của một phong trào chính trị ông nhu liên kết với các nhà hoạt động công đoàn ủng hộ sự xây dựng các liên minh công nông và xuất bản một tập san chính trị gọi là Xã hội, binh vực cách nghiệp đoàn. Bà Nhu đã rời Đà Lạt năm 1953 khi ông Nhu kêu gọi bà và các con chuyển về Sài Gòn để hỗ trợ ông Diệm lên nắm quyền. Họ thuê 5 phòng kề nhau sát bệnh viện Saint Pierre, hai phòng làm nhà in cho tờ tuần san của ông Nhu và 3 phòng còn lại được dùng làm khu vực sinh hoạt cho gia đình 5 người bà nhu đã trang hoàng phòng ngủ bằng những đồ đạc cũ bà tìm thấy ở chợ trời những hoa văn chạm chỗ trên đồ gỗ làm bà vui thích chúng đủ tao nhã để khiến người ta hình dung rằng một gia đình thực dân khá giả nào đó đã bỏ lại chúng khi họ trốn chạy về pháp đó là sự an ủi đôi chút cho cái đại bản doanh đầy cứt ruồi mà họ sống trong đó bà nhu mô tả những ngày đầu ở sài gòn là vô vị đến mức bà muốn khóc một nhà văn người Pháp đã từng nhìn thấy khung cảnh lè loẹt rẻ tiền lúc bà còn ở Đà Lạt. Ông tả lại hoàn cảnh ở Sài Gòn của bà thậm chí còn tồi tệ hơn. Lần đầu tiên tôi đến đó, tôi băng qua một cái sân bụi bặm phơi đầy quần áo. Từ một hành lang lợp tôn hiện ra một phụ nữ trẻ mặc áo dài trắng và quần xanh. Trông cô ta thật lôi thôi lích thích. Bọn trẻ con bám lấy cô ta. Cô ta tiều tụy bởi nỗi thất vọng đến độ Tôi đã không nhận ra cô ta. Đây không phải là cuộc hôn nhân hay là cuộc sống mà cô đã được sửa soạn cho. Tất cả những gì cô ta phải làm là giặt rũ, nấu ăn và tắm rửa cho con. Một buổi chiều bà Nhu đang thiêu thiêu chập mắt thì giật mình dậy bởi những tiếng thụi ầm ĩ đến từ phòng in tờ tập san của chồng ở sát bên. Bọn trẻ vẫn đang ngủ nên bà lẻn vào bên trong, không một tiếng động bà nhìn thấy những tấm lưng của tám người đàn ông mặc quần áo trắng và đội nón rơm giống hệt nhau, châu đầu xung quanh một cái gì đó dưới đất. Tầm nhìn bị khuất và bà không thể nhận rõ cái gì đang ở trước mặt họ. Thay vì cảm thấy sợ, bà Nhu điên tiết với ý nghĩ rằng những người lạ đã xâm phạm vào chỗ ở của gia đình bà. Bà sắp sửa hiểu được cái gì đang diễn ra. Bà tháo một chiếc guốc ra, một loại guốc đế mềm mà bà mang đi ở trong nhà nhưng bây giờ bà sử dụng nó với mục đích khác bà đập chiếc guốc vào lưng người đàn ông gần bà nhất chuyện gì đang xảy ra ở đây bà hỏi bảy người kia dừng cái việc họ đang làm và bước lùi lại để lộ ra một người đàn ông đang cúi thu lu dưới sàn anh ta ngồi thẳng dậy và hạ hai tay xuống khỏi đầu và đó là lúc bà nhu thấy rằng họ đang đánh đập người đàn ông mà chồng bà đã thuê để chạy nhà in anh ta bò lết trên hai chân máu chảy xuống mặt thay vì nói lời cảm ơn anh nhô người lên thành một cái nhún vai và cười với bà nhu một nụ cười gượng gạo ồ oh, không có gì đâu anh ta nói với tất cả vẻ hờ hững anh ta có thể huy động và tự làm mình bận rộn với việc rút một điếu thuốc ra khỏi bao thuốc rúm gió bà nhu nhìn chung quanh nhưng không ai khác trong phòng cử động người đàn ông này rõ ràng không muốn sự giúp đỡ của bà nên bà bước lùi lại. Bà có thể làm gì đây? Niềm kiêu hãnh bị tổn thương và nỗi thất vọng trào dâng. Bà Nhu mang lại chiếc quốc và sải bước ra khỏi phòng. Bị giam mình trong nhà cho đến lúc chồng về. Bà lao vào vòng tay ông gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Những người đàn ông đó là ai? Nhưng ông Nhu không đáp. Bà tự thấy mình đang lấy làm kinh ngạc về người đàn ông bà đã kết hôn. Chẳng phải bà đã cứu người làm của ông khỏi bị thương hay sao? chuyện gì xảy ra nếu ông nhu ở trong văn phòng hay đang bày mưu tính kế như thường lệ trong một tiệm cà phê vô danh nào đó liệu họ có làm hại ông ấy không nỗi lo âu của bà rốt cuộc đã khơi ra một câu trả lời nhưng không phải câu trả lời mà bà mong đợi ông nhu giữ một thái độ lạnh nhạt và nở nụ cười toe toét như thường lệ hãy lo việc của em và đừng dính vào ông nói và mặc cho nụ cười trên gương mặt ông bà biết đó là một lời cảnh cáo về phần người đàn ông làm việc trong nhà in, người bà bà nhu biết chắc chắn mình đã cứu mạng anh ta vào ngày đó. Anh ta tiếp tục làm việc ở phòng sát bên và mỗi lần nhìn thấy anh ta, bà nhu lại một lần nữa được nhắc nhở về việc giữa bà và người chồng lúc bấy giờ là một khoảng cách xa xôi vời vợi đến thế nào. Ông Diệm, tân thủ tướng, đã đối mặt với tất cả mọi loại vấn đề trong lần trở về Việt Nam năm 1954 bắt đầu với sự kiện rằng ông đã kế thừa một hệ thống đổ vỡ ngân khố quốc gia trống rỗng người pháp đã không đào tạo những nhà quản lý người việt thạo việc việt nam cộng hòa hoàn toàn bị tê liệt về quân sự và chính trị những băng đảng thống trị các thành phố chợ đen mọc lên như nấm những thành phần chi phối kinh tế là ma túy cờ bạc và mãi dâm dòng người tị nạn từ miền bắc chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ thêm không có đủ chỗ cho tất cả những người tị nạn sống và làm việc họ dồn nhung nhúc xung quanh sài gòn những gia đình ngủ chen chúc trong những ống xây dựng bằng xi măng sau khi chia đôi đất nước hiệp định geneva có một điều khoản cho phép người dân vượt qua cả hai phía của đường biên giới nhưng mọi sự di cư sẽ phải diễn ra nội trong giới hạn nghiêm ngặt một năm quân đội pháp và hải quân mỹ đã cung cấp phương tiện vận tải hậu cần cho những người miền Bắc đang chạy vào Nam. Trong đó Hoa Kỳ tài trợ hầu như tất cả ngân sách. CIA cũng gửi một đội quân để thuyết phục càng nhiều người miền Bắc di cư vào miền Nam càng tốt, tạo ra bằng chứng rằng nhân dân đang bỏ phiếu bằng chân cho người Mỹ, ông Diệm và lời hứa về một Việt Nam tự do. Nhưng không ai tưởng tượng được, lại có nhiều người đã ra đi như vậy. Một cuộc di cư khoảng một triệu người từ miền Bắc Cộng sản đổ vào miền Nam. Với tất cả những gì Việt Minh đã làm, lôi cuốn bản năng dân tộc chủ nghĩa nơi nhiều người Việt Nam và thành công trong công cuộc đánh đuổi người Pháp ra khỏi bờ cõi, một bộ phận dân chúng vẫn quá khiếp sợ chủ nghĩa cộng sản để nán lại và chứng kiến nó hành động. Có những lời thì thầm về những cái sắp xảy đến, sự thanh trừng giai cấp, cải cách ruộng đất và sự xâm phạm của nhà nước vào những sự vụ địa phương, đó là chưa nói đến tôn giáo đặc biệt những người công giáo đã lũ lượt tháo chạy. Dòng người đi ngược lại hầu như chỉ là nhỏ giọt. Những cán bộ cộng sản cao cấp nhất ở miền Nam tập kết ra Bắc và chính phủ ông Hồ Chí Minh đã triệu hồi những đơn vị quân đội nhân dân nổi bật nhất nhưng kêu gọi những người còn lại vốn đã biểu thị sự tán thành chủ nghĩa cộng sản ở lại. Ra Bắc nghĩa là chiến thắng, ở lại miền Nam là gặt hái thành công. Những người ủng hộ Việt Minh ở miền Nam lui vào vòng bí mật họ sẽ có ích vào một lúc nào đó khi cuộc đấu tranh tái thống nhất được khởi sự áp lực dân số tức thời trên việt nam cộng hòa đã đe dọa làm sụp đổ chế độ mới ngay cả sự đánh giá của quân đội mỹ về hoàn cảnh mà ông diệp lâm vào cũng đáng lo ngại những vấn đề mà vị tân thủ tướng đối mặt thật quá nhiều và quá khó khăn bản báo cáo kết luận đến độ có lẽ là không khắc phục được không lâu sau khi ông diệm trở lại bà nhu nhận ra với nỗi khiếp sợ rằng việc ông lên nắm quyền cai trị việt nam cộng hòa đã là một mưu đồ tinh vi bất cứ ai đối mặt với tình trạng hỗn loạn này đều chắc chắn phải thất bại và người pháp căm ghét ông diệm đủ để muốn hủy hoại ông ông anh chồng của bà hiển nhiên đã thể hiện một cá tính độc lập và vô ơn đối với sứ mệnh khai hóa của người pháp nếu ông Diệm thất bại, người Pháp có thể biện luận một cách hợp lý việc thay thế ông bằng một ai đó dễ phục tùng ảnh hưởng của họ hơn. Bà Nhu không phải đang tưởng tượng ra mọi chuyện. Người Pháp thật sự đang tìm cách tống khứ ông Diệm, như là Edward Lansdale đã xác nhận. Lansdale đã gia nhập quân đội Mỹ sau vụ chân châu cảng và được tuyển mộ vào ngành tình báo quân sự. Sau đó là OSS, bởi Wilder W. Donovan. Ông đã trở nên nổi bật với sự thành công trong những chiến dịch chống nổi loạn và được gửi đến Việt Nam năm 1954 để điều hành sứ mệnh quân sự ở Sài Gòn. Khi các quan chức người Mỹ khác cố truyền đạt những nỗi ngờ vực về vị lãnh tụ Việt Nam Cộng Hòa với Tổng thống Eisenhower và Bộ Ngoại giao ở Washington, Lansdale đã khéo léo lẩn tránh và phản bác lại xác định một lập trường tái xác nhận sự ủng hộ của Mỹ vào vị lãnh tụ ở Sài Gòn. Một số người nói rằng Graham Greene đã xây dựng nhân vật hảo hán giang hồ và ngây thơ một cách nguy hiểm Alden Powell trong người Mỹ trầm lặng dựa trên Lansdale. Nhưng nhiều người Mỹ nghĩ rằng ông là một người hùng của sự nghiệp chống cộng. John Kennedy là một trong số những người coi Lansdale là một James Bond, có GMF ở bên này Đại Tây Dương. Nếu có một điều gì nữa về ông thì Lansdale là một nhân chứng về sự can thiệp của người Pháp vào chính quyền ông Diệp. Theo quan điểm của Lansdale, người Pháp cảm thấy ông Diệp là một thứ muối sát vào vết thương nhức nhối của họ. Việc Pháp mất Đông Dương vào tay của một đạo quân Cộng sản đã đủ tồi tệ. Và giờ thì ông Diệm lên nắm quyền, một thế kỷ của niềm kiêu hãnh thực dân Pháp đang lâm nguy. Ông lại đang thay tên những con đường theo tên những nhà ái quốc Việt Nam quốc hữu hóa các ngành công nghiệp của Pháp và ra sức làm cho những người Pháp còn lại ở Việt Nam cảm thấy không được hoan nghênh. Người Pháp nhận thấy rằng để tự bảo vệ bản thân và lợi ích chiến lược lâu dài của mình ở Đông Dương, họ cần rũ bỏ ông Diệm. Có những người đã hiểu chuyện nhanh hơn. Ngay từ ban đầu chồng của bà Nhu đã tỏ ra vô cùng lo lắng việc anh trai ông không ý thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng cực kỳ của tình hình ở Việt Nam. Khi ông tiếp nhận chức thủ tướng từ Hoàng đế Bảo Đại năm 1954, ông Diệm đã hình thành một nỗi căm ghét mù quáng với người Pháp và với người đã ban cái vinh dự hiểm độc có chức thủ tướng cho ông. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khuyến cáo rằng Bảo Đại đừng bao giờ nên trở lại Việt Nam vì ông sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Một khi những hàm ý sâu xa đã được hiểu rõ, bà Nhu coi âm mưu đó là chuyện rất riêng tư sau tất cả những giờ ở bên ông anh họ ở đà lạt vuốt ve niềm kiêu hãnh và đánh bóng cái tôi của ông bà cảm thấy mình bị phản bội bà đã còn dám nghĩ rằng vì bà bảo đại đã trao cho ông diệm một cơ hội làm người vĩ đại bà có thể đã tự hào về chuyện đó khi nhiều điều khác chưa lộ ra giờ đây bà thấy rằng anh họ bà đã lợi dụng bà và gia đình bà bà sẽ không tha thứ cho ông ta lẫn người pháp Năm 1954 và 1955, ông bà Nhu đã kết thân với những người Mỹ và bà Nhu đã trở nên gắn bó với một phụ nữ trạc tuổi bà tên là Virginia Spence. Spence là một nhân viên hợp đồng của CIA mà nhờ nói trôi chảy tiếng Pháp đã được gửi đến Sài Gòn không kinh qua sự huấn luyện tác nghiệp. CIA mô tả tình bạn của cô với bà Nhu là chân thành và ông Nhu tất nhiên đã khuyến khích vợ theo đuổi nó vì tình bạn của họ, bản thân ông Nhu nổi lên trong mắt Spen như là kẻ hứa hẹn nhất với một phần số không mấy ấn tượng. Mô tả của cô về ông đầy sự hoài nghi, ông là một kẻ lập mưu bẩm sinh và bản chất vụng trộm của vai trò ông trong chính quyền ông Diệp dường như đã củng cố phân tích đầu tiên của cô. Cô cũng mô tả ông như một gã thôn quê mùa ngờ ngạch có thể mau chóng rước lấy những rắc rối quá sức vào mình. Ông ta hoàn toàn cả tin trước bất kỳ điều gì một người bạn nói ra. Ông có một tư thế chính trị nhất định và một thiên bẩm tuyệt vời trong việc biến không thành ra như có. Vì vậy ông Nhu là một chiến thuật có đôi chút dáng dấp và theo như Spen nhận thấy, không ai sánh được với Nhu trong tư cách một nhà hoạt động chính trị hiệu quả. Những người bạn Mỹ khác của ông bà Nhu ở Sài Gòn như ông bà Paul Hargood cũng là những nhân viên CIA ông bà hát đã làm cha mẹ đỡ đầu trong lễ thêm sức của con gái lớn nhà ông bà nhu là lệ thủy các nhân viên cia và ông bà nhu đã có mối quan hệ thân thiết đến độ họ có thể đùa cợt với nhau về hầu hết mọi chuyện ông nhu trêu chọc vợ trước mặt những người bạn mỹ bằng cách gọi bà là một kẻ ngoại giáo vì việc bà cải sang đạo công giáo khá mới đây và bà nhu trêu trả về việc các anh trai của ông nhu trông mới vụng về thô cạch thế nào. Bà Nhu hài lòng bầu bạn với những người Mỹ đến ở Sài Gòn. Họ là những người thật thà. Với họ, ta có thể dễ dàng hòa thuận mà không có cái gánh nặng thực dân và sự tự phụ kinh kiệu của người Pháp giống như người bạn Nhật từ thời thơ ấu của mình. Những người bạn mới của bà Nhu cũng là những người ngoại quốc vốn làm cho bà cảm thấy dễ chịu khi ở với họ. Bà Nhu thích chia sẻ một chuyện buồn cười về con trai bà, Quỳnh, người mà bà gọi là Quang Trung. Câu chuyện đã bằng cách nào đó vào được những bức điện tín gửi về đại bản doanh CIA. Đứa trẻ có lần đi lang thang vào cuộc họp nội các để tìm bác diệm của nó. Ai đó chỉ vào cánh cửa phòng vệ sinh ở cuối phòng hội nghị và Quang Trung mở cửa ra. Thấy ông thủ tướng đang ngồi, bắt trước điệu chào theo lễ nghi, Quang giơ tay và bắt đầu hát quốc ca. Thay cho ông Diệp ở Sài Gòn, người Pháp thật sự mong muốn tướng Nguyễn Văn Hinh nắm quyền. Ông 38 tuổi và không có kinh nghiệm chính trị nào, ngoại trừ việc đã chứng kiến sự nghiệp sụp đổ tan tành của cha ông, Nguyễn Văn Tâm. Vị thủ tướng bất lực đã làm việc cho người Pháp trong hai năm 1952 và 1953. Hinh là một quân nhân được đào tạo ở Pháp và đã chiến đấu cùng người Pháp chống lại người Ý và Đức trong Thế chiến thứ hai. Trong suốt chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, ông hình lãnh đạo quân đội quốc gia Việt Nam, lực lượng người Việt chiến đấu bên phe Pháp chống lại Việt Minh và chống lại cách diễn giải về độc lập của Việt Minh. Người Pháp tin rằng nếu người của họ là ông hình cầm quyền, ông sẽ giữ cho mọi thứ vận hành trôi chảy, trong khi họ chắc chắn là ông Diệp sẽ cố cắt đứt các mối quan hệ với họ. Ông hình sẽ tiếp tục sử dụng các kênh giao dịch đã sẵn có các công ty của Pháp và cung cấp tiền trà nước đâu ra đó. Ông Hinh và người Pháp đã tìm thấy một trợ thủ đắc lực chống diệp ở Bình Xuyên, một băng thủy tặc điều hành ngành cờ bạc mãi dâm và báo kê ở Sài Gòn. Cùng với nhau, họ bắt đầu lập mưu hạ bệ ông Diệp. Tất cả họ đều biết rõ là nên đứng về bên nào. Các bạn vừa nghe xong phần 7, Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 8.